Như chúng ta đã biết thì đấu trường chân lý sẽ có thay đổi cực lớn trong bảng cập nhật giữa mùa 10.12. Nhiều người chơi khá ưa thích meta mới có thể thử nghiệm trước tại máy chủ BBE. Ngược lại, những ai muốn cải thiện lại bậc rank của mình thì nên tranh thủ dùng những đội hình có tỷ lệ thắng cao nhất meta hiện tại trước khi chúng biến mất vĩnh viễn. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com đến với top 7 đội hình có tỷ lệ top 1 nhiều nhất meta hiện tại theo thống kê nhé. Đấu sĩ, hư không, 24% top 1, 74% top 4. Vẫn là đội hình rất quen thuộc trong nhiều bảng cập nhật gần đây. Sát thương chuẩn của hư không vẫn là nguồn sức mạnh chính của đội hình này. Với Cho'Gath được buff khá tốt và các đội hình sát thương hiện tại đều bị giảm bớt sức mạnh, lối chơi Khazix và Fizz đang được đánh giá là đội hình mạnh nhất trong bản 10.11. Trong đó, nếu may mắn các bạn có thể Hyperon lấy Khazix 3 sao trong giai đoạn đầu để chơi chuỗi thắng từ đầu tới cuối. Còn không thì Vel'Koz sẽ là nguồn sát thương chủ lực của đội hình vào giai đoạn cuối ván đấu với khả năng sấy chín cả team địch. Đây cũng là phiên bản cuối cùng mà đội hình này có thể xuất hiện, bởi từ 10.12 thì Riot Games sẽ xóa sổ hư không ra khỏi đấu trường chân lý mùa 3 để thay thế bằng các tộc hệ khác. Tranh thủ chơi ngay trước khi bị xóa nhé! Sáu nổi loạn, 20,8% top 1, 67,1% top 4. Kể từ ngày Ziggs được giảm năng lượng tối đa xuống còn 40, thì đội hình Hyperon Ziggs 3 sao trở nên mạnh tới khó tin. Hiện tại thì cũng vẫn vậy, với combo Ziggs 1 hoặc 2 quyền trượng thiên thần và mũ phù thủy, đi kèm là Rumble kích hoạt bộc phá, thì Ziggs sẽ giúp bạn lấy chuỗi thắng từ rất sớm. Late game cũng có thêm nhiều carry là Gangplank, Misfortune, Jinx để bù đắp sát thương diện rộng cho Ziggs. Aurelion Soul cũng có thể trở thành carry nếu có trang bị phù hợp. Đấu sĩ, pháo thủ, 19,6% top 1, 69% top 4. Đấu sĩ, pháo thủ là đội hình trường tồn theo thời gian của đấu trường chân lý mùa 3, bất biến qua mọi meta và có thể khắc chế mạnh mẽ các đội hình còn lại. Vẫn là đội hình quen thuộc với hai carry chính là Jinx cùng Misfortune. Nhưng đội hình này đòi hỏi những món đồ phải tranh giành khá nhiều nên khó có thể hoàn thiện được. Bù lại, khi lên được đội hình này rồi thì khả năng lọt top 4 là rất cao. Nếu Misfortune có nhiều nâng cấp thì tỷ lệ thắng sẽ còn cao hơn nữa. Mật thám, phi công, 17,6% top 1, 61,1% top 4. Một đội hình nổi lên từ đầu mùa 3 và dù bị nerf khá nhiều qua các phiên bản nhưng vẫn rất được game thủ ưa chuộng, đi kèm với tỷ lệ thắng đáng nể. Đây là đội hình phụ thuộc khá nhiều vào nhân phẩm, vì chỉ cần Kai'Sa có cho mình 3 món trang bị, quỷ thư, quyền trượng thiên thần và bom bộc phá thì bạn dư sức vào top 4. Nếu mà may mắn hơn một chút thì roll ra nhiều tướng 3 sao, top 1 là trong tầm tay.
thôi thì mình làm tầm tuổi. Xạ thủ, bộc phá, 15% top 1, 51% top 4. Khi chơi đội hình này, ban đầu thì bạn có thể trụ máu và kiếm tiền với bộ tướng Darius, Jayce và một tên phong nào đấy cùng với Kassadin. Late game, nếu có nhiều tiền từ không tặc thì có thể lên cấp 9, thay Grace và Darius vào, bỏ Thresh ra để kiếm trang bị. Carry chính sẽ là Gangplank và Jhin. Một trong những điểm bạn cần lưu ý khi xây dựng đội hình này là nó rất phụ thuộc vào trang bị. Jhin chỉ có thể mạnh khi có cung xanh và vô cực, nên nếu không có hai món đồ này sớm thì bạn nên xem xét lại có build đội hình bộc phá, xạ thủ hay không. Sau khi đã xong đồ cho Jhin thì Gangplank cũng là nhân vật cần được quan tâm tiếp theo. Như mọi đội hình khác thì gã không tặc này cần nhất là giáp thiên thần, còn lại thì mọi thứ hắn đều cầm được hết. Candyland, 15% top 1, 59,8% top 4. Kể từ ngày các carry trong đội hình bị giảm sức mạnh thì Candyland đã bị phần lớn người chơi quay lưng ghét bỏ. Đợt nerf Poppy và Twisted Fate thực sự đã giảm sức mạnh của đội hình này đi rất nhiều. Tuy nhiên thì Candyland vẫn còn lợi thế ở đầu và giữa game nếu bạn tìm được Poppy và TF 3 sao. Khi ai cũng cho là yếu và không chơi nữa thì khả năng lên 3 sao là khá lớn. Hyperion nhanh và thắng nhanh với các vũ trụ mới sẽ giúp bạn chiến thắng với Candyland. Đặc biệt trong bản 10.11 có thiên hà mới là linh thú tí hon chỉ với 85 máu, thì đây sẽ là thiên thời địa lợi để Candyland tái xuất. Nếu late game lên được cấp 9 thì có thể thêm Serat với một trang bị tăng tốc đánh nào đấy để có thể tăng cơ hội kiếm top 1. Sáu Hắc Tinh, 14,5% top 1, 44,5% top 4. Một đội hình dễ chơi, dễ trúng thưởng. Bạn chỉ cần gom hết các tướng Hắc Tinh và cho chúng vào một đội hình. Trong đội hình này thì Karma sẽ là tướng nên và dễ lên 3 sao nhất, vì đây không phải là tướng carry trong bất kỳ đội hình nào. Mà trong đội hình Hắc Tinh thì Karma lại đặc biệt quan trọng với buff 50, 75, 125% tốc đánh, cũng như là tạo lá chắn cho carry, Jhin hoặc Serat. Hai tướng rất cần tốc đánh trong đội hình Hắc Tinh. Chúc các bạn leo rank thành công với những đội hình này trước khi chúng biến mất mãi mãi trong đấu trường chân lý nhé.